Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với các bạn một số cái phôi mẫu đơn rừng hoa đỏ mới về ha các bạn ha. Đầu tiên là mã DM1, là một cái phôi hoành 230, chiều cao là 2 m. Cây này rễ khá là tốt nha các bạn nha, rễ ok nè. Cây này đẹp nha, rễ đẹp luôn, rễ vàng đẹp luôn. Chốt trên này nó cũng vừa tầm các bạn ha, 2 m, 2 m từ trên ngọn kéo xuống tới mặt đất luôn ạ. Cái nói chung thì cây này là nó vừa lắm nè các bạn nha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 450.000 cộng phí vận chuyển ha. Phí vận chuyển bên Nhất Tính thì nó cũng không mắc các bạn nha. Tiếp theo là một cái mã DM2 hoành 36, hoành ngang cổ đế 36, chiều cao từ mặt bầu lên là nó 1 m. Cây có tất cả là ba chốt lớn ha. Cây có tất cả là ba chốt lớn. Cây này rễ cũng khá ổn nè. Cây này rễ ổn. Hoành 36, chiều cao 1 m. Tuy nhiên thì cái phần thân của nó thì không được đẹp lắm các bạn. Cây này về anh em về mua về cắt ngắn lại thì côn tàng ngắn lại thì nó sẽ hay hơn, về ghép nhanh nhanh hơn ha các bạn ha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 350.000 cộng phí ship nha. 300.000 cộng phí ship. 350.000. Rồi tiếp theo là một cái phôi rất là đẹp nha các bạn nha. Phôi hoành nhỏ thôi nhưng mà chi chốt lên thì thôi bao la luôn. Để bàn nữa nè. Để bàn nữa nha các bạn nha. Hoành 28, chiều cao 1 m 1. Hoành 28, chiều cao 1 m 1 các bạn ha. Giá cũng là 350.000 luôn. Hoành 28, chiều cao 1 m 1. 350.000 cộng phí ship nha. Chung là rẻ ok. Cây này rẻ ổn rồi. Rẻ rất là ổn luôn. Cây này về là bạn để nguyên bầu được. Tiếp theo là mã DM4. Hoành của nó là 29. Chiều cao là 90. Cây này thì nó có một bên thân nó bị lỗ ha. Bạn về các bạn cắt bỏ cái thằng phần lỗ đó luôn thì nó sẽ nhìn nó dễ coi hơn nha các bạn nha. Cắt luôn cái phần đó, lỗ phần bên đó thì cắt luôn. Dễ coi hơn. Rễ cũng nổi nữa ha. Rễ nổi. Rễ ok này. Cái phần này thì nó lỗ ha. Lỗ nè. Phần bên này thì nó ngủ yên nè. 350.000 cộng phí ship. Anh chị em nào mua từ hai phôi trở đi thì từ phôi thứ hai bên mình giảm 50.000 hỗ trợ tiền phí vận chuyển anh em ha. Tiếp theo là DM5 hoành 32, chiều cao 1 m 4, 1 m 4. Phôi này quá đẹp bạn. Chi chốt ok luôn. Về cắt xương xương lại là để nguyên vậy là ủ luôn đó. Chùm bọc lại cái đầu mình đem trồng luôn. Hoành 32, chiều cao 1 m 4. Giá là 450.000 cộng phí ship ha. 450.000 cộng phí ship. Anh chị em nào yêu từ mua từ hai mã trở lên thì bên mình sẽ giảm từ mã thứ hai là 50.000. Hỗ trợ các anh em ha. Tiếp theo là mã DM6 hoành 28, chiều cao là 1 m thôi. Hoành 28, chiều cao 1 m. Bo này cũng hay nè bạn. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 350.000. 350.000 cộng phí ship. Anh chị em nào yêu phôi này thì liên hệ nha. DM6 hoành 28, chiều cao 1 m. 350.000. 28, cao 1 m. Tiếp theo là một cái phôi khá là lớn nè. Hai thân. Hai thân mạnh. Hoành lớn nha bạn nha, hoành 47. Chiều cao 90, nói chung là vừa tầm lắm rồi các bạn. Cây này rễ bàn nè. Đẹp nè. Rễ bàn đẹp nè.
hai thân. Khá là hay nè bạn ha. Đế quá ngon, đế quá đẹp các bạn, đế quá đẹp. Phần này thì nó lỗ nha, lỗ bên này lỗ ha. Rồi tiếp theo là mã DM8 hoành 26, chiều cao là 1m1, hoành 26 chiều cao 1m1, chi chốt ok nè, đẹp luôn nè. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 300.000 cộng phí ship ha, 300.000 cộng phí ship, hoành 26 chiều cao là 1m1, rất là đẹp luôn, 300.000. Hoành ngang cổ đế nha là 26 ha. Tiếp theo là mã DM9 hoành 28, chiều cao 90, bóng đẹp luôn. Hoành 24 chiều cao 90, rễ nổi luôn nè. Cây này ngon các bạn. Phôi này ngon nè, dễ sống nè, cũng 300.000 luôn, hoành 24 chiều cao 90, 300 đế bàn ok nha. Rễ này ok lắm nha các bạn nha. Đó, cây này đặt xuống cái là cứng khừ như ba mự luôn. Ba trăm cộng phí ship, anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Rồi tiếp theo là mã DM10, có phôi cao bay lắc đẹp nè, hoành 31 chiều cao 1m9. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 450.000 cộng phí ship, 450.000 cộng phí ship nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ. Bữa nay mình có tất cả là 13 phôi các bạn. 13 phôi. Thân phôi này quá đẹp rồi. Lắc bay đẹp. Cây này thì cái ghế chọc nó hơi lớn tí xíu nha. Bằng bắp ta, bằng cầm tay à. Tiếp theo là mã DM11, một cái phôi bóng bay quá đẹp luôn, bay này, bóng này bay quá đẹp rồi. Quá đẹp. Chiều cao thì 2m1, nói chung là anh em nào thích hàng tông cao thì em này tông cao ngon nè. Hoành 32 chiều cao 2m1. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 500.000 cộng phí vận chuyển. Phôi này quá ok nha các bạn nha. Rất rất là ok luôn. Để nổi luôn nè. 500.000 cộng phí ship nha các bạn nha. Các bạn trả thêm tiền ship nha. Tiếp theo là mã DM2. DM2 hoành 30, hoành ngang cổ đế là 30, chiều cao là 80. Cây này ba thân. Về anh em cắt lại sau đó tùy ha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 350.000. 350.000 thôi. Anh em nào yêu những phôi này thì liên hệ nha. Chạy khá ổn rồi. Đây là những phôi mới về không nha. Hoành 30 chiều cao 80. Tiếp theo là mã DM13. Một phôi hai thân. Phôi hai thân nè bạn. Này tùy các bạn nha, các bạn muốn thích chốt nào ngắn thì các bạn chốt nào cao thì các bạn để. Hoành 37 chiều cao 80. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 450.000 cộng phí ship. Anh chị em nào yêu những cái phôi này thì liên hệ ha. Rất là hay nè, rất đẹp luôn. Rất đẹp. Đê nổi luôn nè. 450.000 rẻ bạn, 450.000.
Thì nó có phần lỗ ở đây nha, đây lỗ nè, bên đây lỗ ha. Sau đây thì mời tất cả các bạn cùng xem lại những cái phôi mẫu đơn rừng hoa đỏ của ngày hôm nay ha các bạn ha. Sau đó thì trong lúc các bạn xem thì mời các bạn cùng nghe một bài hát rất là hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là Người con và gái Việt Nam da vàng, một bài hát mà chắc rằng rất là nhiều người yêu thích và bản thân Toàn cũng thích nữa. Tuy nhiên thì cũng lâu rồi Toàn không hát bài này các bạn, hình như lâu lắm rồi không hát. Bữa nay hát lại các bạn cùng nghe ha. Rồi sau đây thì mời tất cả các bạn cùng xem và nghe bài hát Người con gái Việt Nam da vàng. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương như yêu đồng lúa chín. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nước mắt lưng dòng. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nên yêu người yêu kém. Người con gái ngồi mơ thanh bình yêu quê hương như đã yêu mình. Em chưa biết quê hương thanh bình, em chưa thấy xưa kia Việt Nam, em chưa hát ca dao một lần, em chỉ có con tim căm hờn. Người con gái một hôm qua làng, đi trong đêm đêm vang ầm tiếng súng. Người con gái chợt ôm tim mình, trên da thơm vết máu loang dần. Người con gái Việt Nam da vàng mang giấc mơ quê hương liệt kiếp sống. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nên đã không còn. Ôi ca chết đau thương vô tình, ôi đất nước u mê ngàn năm. Em đã đến quê hương một lần, riêng tôi vẫn âu lo đi tìm. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương như yêu đồng lúa chín. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nước mắt lưng dòng. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nên yêu người yêu kém. Người con gái ngồi mơ thanh bình yêu quê hương như đã yêu mình. Em chưa biết quê hương thanh bình, em chưa thấy xưa kia Việt Nam, em chưa hát ca dao một lần, em chỉ có con tim căm hờn. Người con gái một hôm qua làng, đi trong đêm đêm vang ầm tiếng súng. Người con gái chợt ôm tim mình, trên da thơm vết máu loang dần. Người con gái Việt Nam da vàng mang giấc mơ lệ kiếp sống. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương nay đã không còn. Ôi ca chết đau thương vô tình, ôi đất nước ngô mê ngàn năm. Em đã đến quê hương một lần, riêng tôi vẫn âu lo đi tìm. Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.